Đầu tiên, để có thể sử dụng chiếc điện thoại của chúng ta với DigiChill 200 thì cần phải cấp nguồn cho máy. Để làm được việc đó, cần phải có một sợi dây USB. Các bạn có thể mua ở bất kỳ đâu vì nó giống với dây máy in. Một cốc sạc, sạc dự phòng. Bây giờ mình sẽ cắm đầu này vào trong máy trước. Ở phần đầu còn lại, mọi người có thể cắm vào cốc sạc để có thể cắm với ổ điện. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng sạc dự phòng để cho nó gọn. Ok, và máy đã sáng đèn. Bước tiếp theo, để sử dụng điện thoại chúng ta với DJI 200, các bạn cần phải tải một phần mềm gọi là WinDJ. Ở iOS thì các bạn có thể tải trên App Store, và Android thì có thể tải trên CH Play. Ở đây thì mình đã tải rồi, thì thấy chỉ cần bấm vào. Yes. Bước tiếp theo là các bạn vào phần Setting, Connect the DDJ 200, click vào, bấm vào đây. Là đã kết nối xong. Đây là sợi dây có đi kèm với máy. Thì đầu jack 3.5 này các bạn sẽ cắm vào jack headphone cho chiếc điện thoại của mình. Còn đối với ai xài iPhone 7 thì các bạn cần phải có một đầu chuyển đổi từ Lightning sang 3.5. Cắm vào đây. Chia hai tín hiệu ra thì ở đây có một ký hiệu là loa, các bạn cắm dây loa của các bạn vào. Ở đây có ký hiệu của cái headphone, các bạn cắm dây headphone vào đây. Đây. Và nếu các bạn nào sử dụng loa Bluetooth thì có thể kết nối loa Bluetooth trực tiếp vào máy. Thế là xong tất cả các bước kết nối. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, mình sẽ nói rõ những tính năng của máy nhiều hơn nữa. Và các bạn hãy đăng ký, bật chuông để có thể nhận được thông báo cho các tập mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.